đồ biển cứ hát cái nướng là nhớ con cá này là gọi là cá gì anh? Mà nó ngon đấy. Cái gì là mít? Cái gì là mít? Dưa là mít. Cái gì là mít? Dưa là mít. Ở đây á em lần đầu tiên ăn luôn á. Mình đi xem mình dưa. Đi xem mình dưa. Dạ. Lần đầu tiên em ăn con cá này luôn á. Có thế à? Mà có đâu có đâu. Có thế à? Bắt ở đâu? Anh lặn. Lặn. Lặn sâu không anh? Lặn đêm lên. Lặn là cái loại đây nó nằm nó bèo lắm á, nó cũng ở đằng khơi. Mà nó ở thì đẹp. Mấy cái đó. Cá này anh nướng nha, cái còn khúc gần Trường Sa, Hồng Sa rồi đúng không? Tại vì em vô ở đây bữa nay chưa, lần đầu tiên em ăn con cá này luôn. Wow. Mà nó thịt nó dai nè, nó ngon nè, thơm nè. Thơm ngon. Ôi giời. Cái này đi nói xin lỗi. Cứ ăn đi, tất cả các nơi mà anh có được ăn được con cá này lần thứ hai là em phục anh, tại vì em cũng đi chưa ăn lần đầu tiên. Đúng, con cá này rất ngon. Đây, các bạn xem này, đấy là con cá mà mọi người dân biển đều bảo là ăn cá dưa là mít, mà lúc ăn thì nó vừa dai vừa thơm và còn cá tươi, nhưng mà các bạn dân biển ở đây mà vẫn không có để mà ăn đấy. Nên lần đầu tiên mình được ăn, mình rất cảm ơn đất trời và quê hương và nhất là cả anh ở đây. Xin lỗi anh tên gì nhỉ? Anh Cương. Vâng, anh Cương là người dân biển lằn bắt con cá này ở ngoài đảo Trường Sa, gần Trường Sa đúng không? Gần Trường Sa thân yêu. Vâng. Đi Trường Sa không à, không bao giờ xâm phạm nước bạn. Nha, vâng. Rồi vô đi. Không quyền, không quyền, không quyền, không được.